Không biết là cái video này sẽ là để dành cho ai hay là những ai sẽ xem cái video này, và mình muốn hỏi mọi người một câu là tại sao mọi người biết là vô nghĩa nhưng mọi người vẫn làm vậy? Nếu mà mọi người kiên trì để mà mọi người làm một cái gì đấy hơn một mọi người kiên trì với một cái gì đấy nó vô nghĩa thì nó sẽ có nghĩa hơn à? Hay như nào? Mọi người hoàn toàn có thể thấy là những cái cách affirm để mà manifest của mọi người nó rất là vô tri, nó rất là vô nghĩa, nhưng mà mọi người vẫn cố gắng, mọi người làm. Khi mà mọi người kiên trì với một cái gì đấy nó vô nghĩa ấy, thì những cái gì mà mọi người đạt được là mất thời gian, vô nghĩa kéo dài và nó đéo được cái gì hết. Không nhân 10 thì cũng bằng không cả thôi, mọi người hiểu không? Những cái người mà người ta kiên trì để mà người ta đạt được kết quả của người ta ấy, để mà người ta thành công được ấy, là bởi vì người ta hiểu được là người ta phải kiên trì làm những cái gì, người ta phải kiên trì vào đâu, vào cái vấn đề nào để mà người ta đạt được cái thành công của người ta ấy. Chứ không phải là người ta thấy rất là vô nghĩa nhưng mà người ta cứ kiên trì. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Trong cái quá trình mà người ta kiên trì, người ta cũng cố gắng để mà người ta đi tìm cái gì đấy nó có nghĩa, kể cả người ta có kiên trì vào những cái gì mà nó vô nghĩa đi. Nhưng mà bởi vì người ta nhận thức được là cái đấy nó vô nghĩa, người ta công nhận cái suy nghĩ và cái cảm cảm nhận của người ta về một cái vấn đề gì đấy. Cho nên là kể người ta có kiên trì vào những cái vô nghĩa ngay từ đầu đi, thì về sau người ta cũng sẽ cố gắng để mà người ta đi tìm cái ý nghĩa cho cái việc mà người ta đang làm. Cho nên là cái việc kiên trì của người ta nó mới có kết quả. Nhưng mà cái việc kiên trì của mọi người ấy, là nó gọi là kiểu ôi mình không thấy cái này nó có tương lai, mình không thấy nó có cái này nó có nghĩa gì hết, hay là kiểu là mình thực sự là mình cảm thấy rất là khó chịu với cái vấn đề này, các thứ này kia. Ôi nhưng mà mình cứ kiên trì thử xem là được cái gì không? Nó không được cái gì đâu. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Khi mà mọi người đã thấy một cái gì đấy nó vô nghĩa rồi ấy, thay vì mọi người kiên trì để bảo mọi người mất thời gian của mọi người, mất thời gian sức lực, thì mọi người hãy đi tìm một cái gì đấy nó có nghĩa rồi mọi người kiên trì với nó còn hơn. Mình gặp rất là nhiều người dạo này mình không thể nào mà mình nghĩ ra được một cái đề tài gì để mà mình làm video, bởi vì là mình đang quá là bất ngực, bất lực vì cái sự nhận thức, cái sự công nhận suy nghĩ, cảm xúc hay là cái vấn đề hay là tất cả những cái gì mà mọi người đang làm nó đều đéo có ấy. Ý là thực sự là mọi người đang đang mình không biết là mọi người biết đến manifest và mọi người bị những cái gọi là kiểu những cái tác dụng cơ bản của manifest và luật dự định rồi là áp dễ cái này kia và những cái hào nhoáng của manifest nó làm cho mọi người bị lu mờ nhận thức đi, hay là mọi người đã gọi là kiểu bị cú đấm ăn xôi ngay từ đầu rồi hay như nào, nói chung mình không biết. Nhưng mà những cái người mà kiểu cái này nó không hề nói về riêng cái việc là mọi người đang manifest hay không nhá, nếu mà mọi người thấy một cái gì đấy nó vô nghĩa nhưng mọi người đừng có làm nữa. Nhưng mà mọi người, nếu mà mọi người muốn đạt được cái đấy nó quá là nhiều thì mọi người hãy đi tìm một cái gì đấy nó có nghĩa rồi mọi người hẵng tập trung vào đấy để mà mọi người kiên trì. Đừng có kiên trì một cái gì đấy rất là vô nghĩa, ví dụ như kiểu là ôi dồi ôi, ôm chị ơi em muốn manifest SP nhưng mà kiểu em hết cả hết tình cảm với người ta rồi, em chán người ta rồi. Kiên trì làm cái gì? Kiên trì làm cái gì? Là muốn người ta giữ chưa? Ý là nó bị làm sao ấy? Nó bị làm sao ấy? Trời đất ơi. Mình không biết phải nói như nào đấy, bởi vì là nói chung là cái tần suất mà mọi người không hề có cái sự tự giác để mà mọi người xác thực được những cái gì mà mọi người đang làm, mọi người đang nghĩ hay là những cái thông tin mà mọi người đang tiếp thu vào. Nghĩa là kiểu là mọi người không hề có cái sự gọi là kiểu công nhận cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như có rất là nhiều người làm một cái gì đấy và mọi người hoàn toàn không thích cái đấy nhưng mà mọi người vẫn cứ 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 bị làm sao ấy. Ý là mình cũng biết là mọi người có những cái áp lực riêng và những cái tâm lý
nó gọi là kiểu khiến cho mọi người không nhận ra những cái điều đấy. Nhưng mà đây là cái video để mà mọi người nhận ra những cái điều đấy. Mọi hiểu không? Mọi hiểu không? Bởi vì từ trước nói chung là bản thân mình cũng là người không nhìn ra được cái vấn đề. Nghĩa là khi mà mình ở trong một cái vấn đề, mình thấy là nó không hề được ok rồi, nhưng mà mình thực sự mình không hề công nhận cái suy nghĩ đấy của mình. Cho nên là mình cứ bị gọi là kiểu mình không muốn, nhưng mà mình cứ cố để mà mình làm cái đấy ấy. Mà hiểu không? Cho nên là bây giờ cái việc, kể cả cái việc của mọi người benefit hay là mọi người làm bất kỳ một cái gì đi đấy đi nữa, tất cả mọi thứ nó hoàn toàn có thể áp dụng được vào hết tất cả mọi tình huống nhé. Cho nên là mọi người đừng có mà chia ra được kiểu là khi mà mình benefit thì mình sẽ cần phải nhận thức, còn khi mà mình làm cái này làm cái kia thì mình không cần phải nhận thức. Nó không phải như thế đâu nhá. Đấy, nói chung như thế. Đấy, đang nói cái gì quên con mẹ rồi. Đấy, nhưng mà nói chung là kiểu đây là thế. Mong mọi người sẽ hiểu được cái video này, và mọi người sẽ xem xét lại cái suy nghĩ của mọi người đó được tốt hơn, chứ không phải là mọi người cứ nghe theo những cái lời thúc đẩy, những cái gọi là kiểu số đông. Ví dụ như kiểu là ông chị ơi, em đang manifest SV nhưng mà kiểu em đang hơi muốn bỏ, bởi vì là kiểu em cảm thấy em hơi chán nó các thứ này kia, cho nên là em không biết là còn đem manifest tiếp hay không. Xong rồi là có mấy cái đơn, cái lời động lực như kiểu là ôi em kiên trì đi, em kiên trì đi, em kiên trì đi, em sắp đến nơi rồi, em kiên trì các thứ này đi kia đi. Ý gọi là mọi người, có thể là mọi người đang muốn từ bỏ ở trong cái giai đoạn đấy, bởi vì mọi người thực sự đang bị nản, nhưng mà mọi người vẫn còn muốn. Nhưng mà nhỡ trong cái giây phút đấy mọi người quyết định bỏ, và mọi người thực sự mọi người nói ra được cái suy nghĩ và cái cảm nhận là mình quá chán và mình quá là bất lực với cái kết quả đấy, bởi vì là ngay từ đầu mình đã cảm thấy bất lực và mình cảm thấy cái việc này là cái điều mà mình không muốn, và mình muốn một cái gì đấy nó khác đi, cho nên là mình bắt đầu mình nói cái đấy ra. Nhưng mà bởi vì là mọi người không công nhận cái suy nghĩ và cái cảm xúc, cái cảm nhận của mọi người, cho nên là mọi người nghe những cái lời động lực đấy, mọi người đã bắt đầu phải gọi là ui dồi ôi, mọi người lại kiên trì, xong rồi mọi người lại tiếp tục, mọi người lại manifest, xong rồi kiểu là mẹ nó đéo ra cái gì. Nghĩa là kiểu là những ai mà kiểu người ta thực sự người ta muốn cái mục tiêu đấy thì sẽ có lúc người ta gọi là kiểu cảm thấy muốn từ bỏ, thì những cái lời động lực như thế nó có tác dụng, nó sẽ có tác dụng với những cái trường hợp đấy. Nhưng mà với những cái trường hợp mà kiểu là mọi người đã đèo muốn từ đầu, xong rồi kiểu là mọi người cứ nghe những cái lời động lực, xong rồi kiểu mọi người cứ gọi là đập cố đấm ăn xôi để mà mọi người tiếp tục, chỉ vì là người ta gọi là kiểu cổ vũ mọi người như thế, để làm cái gì, để làm cái gì, để làm cái gì vậy má ơi. Ủa, chân bị chảy máu, mặc biết từ lúc nào không dơ lên được thôi đấy. Vậy sao mà thấy là kiểu là mình thực sự là mình rất là chán rồi, cho nên mình muốn bỏ. Nhưng mà bởi vì mình thấy số đông vẫn luôn luôn kiên trì với những cái gì mà người ta làm, cho nên là mình lại tiếp tục, mình làm tiếp. Tại sao người ta vẫn cố gắng, người ta kiên trì được? Đấy là bởi vì người ta nhìn ra được, người ta vạch ra được cái kế hoạch của người ta, và người ta biết được cái mong muốn thực sự của người ta là nó là cái gì, cho nên là người ta mới kiên trì. Chứ không phải là người ta kiên trì bởi vì là nó phải kiên trì, nghĩa là người ta kiên trì có mục đích, chứ không phải là người ta kiên trì một cách vô nghĩa như thế. Ví dụ như kiểu mình, hồi trước mình đi làm, mình cũng đéo thể nào mà mình kiên trì rồi. Tất cả mọi thứ nó đều muốn khiến mình gọi là kiểu muốn bỏ. Đó, mình cũng cố để mà mình kiên trì cái thứ này kia rồi, nhưng mà mình thấy rất là vô nghĩa, cho nên mình bỏ. Và mình cũng không vì không, thật ra là mình cũng có những cái lúc mà mình thấy người ta có cố gắng, cho nên là mình cũng cố để mà mình kiên trì, thì cái lúc đấy mình nhận ra là kiểu hóa ra là mình khác với người ta. Đến cái lúc đấy mình mới bắt đầu mình nhận ra là mình khác người ta, cho nên là mình hoàn toàn mình có thể bỏ, mình không cần kiên trì như người ta nữa. Và từ đấy mình tìm ra được cái mà mình thực sự mình muốn, đó là cái kênh YouTube này, để mà mình hoàn toàn có cái kiên trì với nó. Mà hiểu không?
mình chưa bao giờ mình làm một công việc nào mà nó hơn 2 năm hết. Từ lúc 18 tuổi cho đến bây giờ mình làm toàn mấy tháng rồi mình nghỉ các bạn luôn ấy. Đấy. Đấy là bởi vì quên mẹ rồi. Đấy mà nói chung thế mọi người hiểu ý mình không? Đấy nói chung là cảm ơn mọi người đã xem video.